xin chào mọi người nhá. Mình rất là hồi hộp, rất là phấn khích khi tham gia chương trình team building của công ty Map Pro. Và mình sẽ cố gắng hết mình để chiến thắng. Chạy yếu. Thật là vui và hạnh phúc. Cảm thấy rất là hào hứng, hồi hộp. Chơi hết mình. Không cay cú. Đam mê. Không cay. Đam mê. Không cay. Một trong tay hả? Đội của tôi luôn dành tình yêu cực lớn cho tất cả mọi người. Yeah. Đội của mình là không cay. Đội của mình là không nhiệt huyết cháy đam mê. Yeah. Chúng ta sẽ mang về cho mình với hai ẩn số 2 và